Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thời gian qua, khi Quốc hội tiến hành các kỳ họp bất thường chưa từng có tiền lệ nhằm đưa ra những quyết nghị quan trọng đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn cuộc sống, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại không ngừng bịa đặt hàng loạt thông tin nhằm bôi nhọ, phủ nhận vai trò của Quốc hội và nội dung của các kỳ họp bất thường. Sự thật đằng sau những luận điệu ấy là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay. Quốc hội họp bất thường là vi hiến, trái luật. Quốc hội đánh úp đại biểu khi triệu tập họp bất thường để ép buộc nhấn nút đồng ý với những quyết nghị đã được định sẵn. Quốc hội đang dắt mũi cử tri và nhân dân dưới vỏ bọc chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là một số luận điệu được trang mạng hải ngoại tiếng Việt ra sức thêu dệt về những kỳ họp Quốc hội bất thường vừa qua. Có lẽ tác giả của những ngoa ngôn này không biết hoặc là cố tình mị dân khi tung ra luận điệu trên, bởi trường hợp Quốc hội họp bất thường đã được quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Khoản 2, điều 83, Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: Quốc hội họp mỗi năm 2 kỳ, trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Điều 90 Luật Tổ chức Quốc hội quy định: Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ, trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Rõ ràng, việc Quốc hội họp bất thường là việc bình thường và hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã khẳng định: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội có 2 kỳ họp là họp thường kỳ và họp bất thường khi cần xem xét những vấn đề cần thiết cấp bách. Tính từ bất thường ấy cũng gắn với yếu tố cấp bách, chứ không có nghĩa là thảm họa hay vấn đề gì ghê gớm. Quốc hội sẽ tiếp tục có những kỳ họp bất thường nếu như cuộc sống và thực tiễn phát triển đất nước yêu cầu. Quốc hội tiến hành họp bất thường là hợp hiến, hợp pháp, hợp lòng dân đã thể hiện rõ tinh thần nghị trường gắn chặt với đời thường. Những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tế cuộc sống không thể chờ đợi quyết sách tại các kỳ họp mang tính định kỳ của Quốc hội. Hơi thở cuộc sống cần phải được kịp thời truyền tải vào nghị trường để cấp bách cho ra đời những chính sách bắt kịp với thực tiễn đất nước và từng cơ quan đơn vị địa phương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Quốc hội sẽ không để xảy ra tình trạng bắc nước sôi chờ gạo người, không chờ các dự án luật được các cơ quan soạn thảo trình sang xong mới cho ý kiến, mà Quốc hội sẽ giữ vai trò chủ động dẫn dắt công tác lập pháp, vào cuộc từ sớm từ xa, thậm chí đặt hàng cho các cơ quan chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật. Bởi vậy, những kỳ họp bất thường vừa qua của Quốc hội đã thể hiện rõ sự chủ động, khẩn trương, tinh thần trách nhiệm trước những vấn đề cấp bách liên quan đến quốc kế dân sinh. Minh chứng như kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội từ ngày 4 đến 11 tháng 1 năm 2022 diễn ra trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn thách thức mới, gay gắt hơn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trong cả nước. Quốc hội họp bất thường để xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế xã hội, tài chính ngân sách để hỗ trợ cho chương trình phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân thì đặt ra phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tổ chức quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội. Thì tôi rất mừng thấy rằng quốc hội đóng vai trò chủ động vào trong cái việc mà xây dựng tất cả pháp luật. Có thể nói trong chưa bao giờ mà nhiệm kỳ quốc hội nó có những chuyển biến nhanh, chủ động như cái nhiệm kỳ 15 hiện nay. Và rất mừng trong thời gian qua, những cái điều mà nghị quyết chỉ ra đã được Quốc hội chúng ta thực hiện một cách chủ động, sáng tạo. Đặc biệt trong tình hình khi đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới bị cái Covid, thì chính cái chủ động, sáng tạo những phiên họp bất thường của Quốc hội đó đã giúp cho chính phủ chúng ta gỡ được nhiều những cái khó khăn, không chờ đợi chính phủ đề xuất mà Quốc hội đi trước một bước, tạo những điều kiện để tức là như vậy chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện được
cái chức năng nhiệm vụ của mình. Nối tiếp thành công của kỳ họp bất thường đầu tiên, các kỳ họp bất thường tiếp theo của Quốc hội đã quyết nghị các chính sách hệ trọng, vừa có tính chiến lược phát triển lâu dài, vừa cấp bách giải quyết các vấn đề dân sinh trước mắt. Quốc hội rất năng động và theo đúng cái xu thế mới hiện nay, nó đòi hỏi là nhà nước buộc phải có cái tính thích ứng nhanh hơn và cái việc ra quyết định cũng đòi hỏi phải nhanh chóng hơn và toàn diện hơn. Và cái thứ hai, Quốc hội cũng là thể hiện cái tinh thần đổi mới, đó là hành động quyết liệt và tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên, một số thế lực thù địch lại cho rằng kỳ họp bất thường của Quốc hội thì không được thông qua luật, cố hướng lái dư luận rằng Quốc hội đang thực hiện sai nguyên tắc, thiếu dân chủ. Kỳ họp bất thường hay kỳ họp thường kỳ thì có giá trị pháp lý như nhau và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn như nhau. Do đó mà không thể nói là kỳ họp bất thường không thông qua luật. Vấn đề khi mà đã chín, đã rõ và đã được đồng thuận thì không có lý do gì ta không thông qua. Nếu chúng ta để lại cái luật đất đai hay cái luật tổ chức tín dụng để đến tháng 5 này mới thông qua thì nó sẽ chậm cái sự phát triển. Và đặc biệt là nhất là cái quản trị quốc gia liên quan đến lĩnh vực này. Mà rõ ràng nếu mà để tháng 5 thì có nghĩa ta bị chậm lại 6 tháng. Mà trong cái đó đòi hỏi của thực tiễn, cái mong muốn của cử tri và nhân dân cũng như là cái yêu cầu về mặt thể chế, nghị quyết của đảng là chúng ta sẽ bị chậm. Thế do đó mà chúng ta thông qua một cách bình thường và không có vấn đề gì cả. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, là minh chứng cho tinh thần lập pháp vì dân. Cái luật đất đai thông qua sẽ tạo cú hích cho thị trường bất động sản và cái môi trường đầu tư kinh doanh. Các nhà đầu tư cũng rất hy vọng mà khi mà chúng ta xác định được một cái giá đất nó phù hợp thì nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ vào Việt Nam. Đấy, hoặc là những cái sự an toàn cho cán bộ của chúng ta trong vấn đề mà tham gia xác định giá đất. Đó. Còn hệ thống các tổ chức tín dụng thì qua cái dự luật này cũng đảm bảo được cái sự an toàn của hệ thống và phòng ngừa được những cái mà hiện tượng mà gây khó khăn hoặc là lừa đảo đối với lại người đi vay tiền hoặc là người đi gửi tiền. Đấy, trong thời khắc phục được trong cái việc đó trong thời gian tới. Khi thực tiễn cuộc sống có những biến chuyển hết sức nhanh chóng, thì việc tổ chức các kỳ họp bất thường là rất cần thiết để Quốc hội kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đây cũng là việc cần làm để xây dựng một Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước. Các kỳ họp bất thường của Quốc hội để lại dấu ấn với những quyết nghị hệ trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Nhiều dự án, nhiều vấn đề hay đề nghị của địa phương doanh nghiệp rất cần tiến độ thời gian, mà nếu chậm cho ý kiến, có thể khiến dự án của họ mất đi cơ hội cạnh tranh. Kỳ họp bất thường thể hiện sự đồng hành của Quốc hội cùng Chính phủ giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Những kỳ họp bất thường của Quốc hội vừa qua đã được nhân dân đặc biệt quan tâm và đánh giá rất cao. Chính những cái quyết định của Quốc hội đó, một mặt tức là tạo điều kiện cho Chính phủ và các bộ, các ngành, tức là như vậy, chủ động hơn trong thực hiện. Nhưng một mặt khác nó cũng là thúc đẩy, tức là bộ, Chính phủ, các bộ, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội phải, tức là như vậy là cái phấn đấu mạnh hơn nữa. Và nó giúp cho, tức là những hoạt động của cả hệ thống chính trị chúng ta có một chuyển động nhanh hơn, thành khắc phục được những cái tồn tại vốn có và chúng ta đã có được những thành tựu rất xuất sắc mà thế giới thừa nhận. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường, bởi khi thực tiễn cuộc sống yêu cầu thì những quyết sách cần phải nhanh chóng ra đời để bảo đảm sự phát triển của xã hội và đời sống của người dân. Sự bình thường của phiên họp bất thường cũng thể hiện trách nhiệm của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội
với những vấn đề nóng của đất nước. Rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Rõ ràng, chẳng có gì bất thường ở một phiên họp mà tất cả cùng hướng đến mục đích vì sự phát triển của đất nước, vì sự no ấm và hạnh phúc của nhân dân. Liên quan đến kỳ họp bất thường của Quốc hội cuối tháng 3 vừa qua, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhận được sự quan tâm của nhân dân cả nước. Đây cũng chính là vấn đề mà các thế lực thù địch, cơ hội phản động, tập trung xuyên tạc, cố tình gieo rắc sự hoài nghi trong cử tri và người dân Việt Nam. Chúng tung tin thất thiệt rằng các kỳ họp bất thường của Quốc hội chỉ với mục đích phế truất cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước theo kịch bản đã được vạch sẵn. Thế nhưng, luận điệu ấy sớm bị đập tan khi công tác nhân sự được tiến hành thận trọng, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình thủ tục chặt chẽ, theo đúng quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Các đại biểu đã nghiên cứu trao đổi dân chủ, thể hiện rõ chính kiến khi đưa ra quyết định của mình. Đã nói với những phần tử đối địch và những người không ưa gì chế độ này, thì không nó biến thành có, mà có thì nó lại biến thành không, thành chúng ta phải cảnh giác. Còn tức là như vậy, việc chính nghĩa thì nó vẫn là chính nghĩa. Chúng ta đều thấy rằng hiến pháp quy định rất rõ, có hai quyết định quan trọng Quốc hội đã thống nhất và nhất trí rằng một thì cho thôi và một thì bãi miễn. Nó rõ ràng như vậy, và cái đó chúng ta làm công khai và trong dân thì ai cũng biết. Khi mà anh có quyền lực nhưng mà anh không thực hiện đúng cái trọng trách của mình, mà có trong đó có những về tất cả tham vọng cá nhân, thì anh bị xử lý là việc rất bình thường, chứ không phải là như tất cả những cái thế lực đối địch nói rằng đây là trừ khử thế nội bộ chúng ta. Thì những người mà có trình độ, người ta biết rất rõ những cái điều đó, chúng ta không đáng ngại. Nên vấn đề đó là tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà thực hiện đúng theo luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chứ không phải rằng thương ghét hay là được bè cánh phe phái ở trong Quốc hội. Khác xa và trái ngược với luận điệu mà những kẻ phản động thường rêu rao suy diễn việc họp bất thường là cách làm dị thường có vấn đề, thì việc tổ chức thành công các kỳ họp bất thường thể hiện sự tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của Quốc hội trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước và mong muốn nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ của chính phủ và chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan Quốc hội trong tổ chức kỳ họp. Kết quả của các kỳ họp khẳng định Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, không ngừng nỗ lực quyết tâm đổi mới, kiến tạo để phát triển nhằm kịp thời có những quyết sách quan trọng giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra. Chương trình nhận diện sự thật tuần này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.